Tiểu thức lưng lơ mãn tâm thương. Đó là cái bài nguyên tác là như thế. Rồi dựa trên bài nguyên tác đó, trong cái cuộc mà như là tôi vừa giới thiệu đó, trong cái về lập cái về sao đàn ha, xã hội sao đàn để chơi thi văn, thì tôi gọi như thế này: không lắm tầm gian chẳng bận thiền, nữ gì trước sự phải tư duyên, hơn năm mươi hạ gieo năm thật, gần bảy mươi chung lắm phước duyên, bình thản ẩn tu tâm chiến bạc, dùng mai ta tích đất đai duyên. Ai có điều hiểu sao mà trời đó. Cái thiên đây có nghĩa là nó đồng nghĩa với cái nước độc ma thiên, cái chỗ mà mũi nó kêu nó thèo 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 đó. Và thỉnh thoảng nó có cái mùi hôi hắt ở những cái sông cầu băng đó, nó hắt lên ngọt đó. Cái thiên này không phải là đất đai thiên là nó thành Phật thành trời gì chỗ đó ở đâu. Cho nên trong này tôi có đánh có một, có hai, trong này nó có hai cái thiên. Dựa theo cái phần nguyên tác có hai cái thiên, thì tôi cũng có hai cái thiên như vậy. Nhưng mà một chữ là cái thiên có nghĩa là gần như đồng nghĩa với cái chữ ma thiên, nước động. Nước động ở đây là thỉnh thoảng có mùi không khí không tốt, và nữ rất là nữ. Cho nên là cái này là mình hẳn ẩn sâu tâm tiên bạc, quyền mai ta tích đất nai thiên, lòng an tĩnh lặng không vương vấn, nào ước mơ chi mỏ tâm thiên. Cho nên là mỏ có mà có đánh bao giờ. Đó là cái chữ hòa dần của riêng tôi. Thì bây giờ ở trong chúng mà người nào mà thích làm thơ thì cứ nhận một bài nguyên tác và một bài của tôi đã hòa lần thứ nhất, người thứ nhất rồi, và các vị hòa cho nó vui. Cái việc này á, trong khi tôi làm rồi tôi có đánh với hòa thượng đó, tôi trình với ổng, trình với hòa thượng mà 79 tuổi này nè. Thì bữa đó cũng có vài Phật tử họ nói sao mà làm hai bài thơ này, sao tôi nhớ bài của Thành Tú với bài của Huệ Năng quá. Tôi nói cái đó là tôi không có biết, nhưng mà cái kiểu là quả thơ là chơi là cái kiểu như vậy đó. Ai thích thì cứ nhận mà quả. Và mọi người là quả đó, quả thơ này đó là có thể là trình bày diễn đạt cái kiến giải của mình ở trong bài thơ, giống như là Thành Tú viết bài kệ thân thử bồ đề thọ mà tâm như minh kính đài, thời thời trần thất thức mà vật thử nhá trần ai. Tâm là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn bao lo cười cọ kỳ cọ nó, đừng để cho nó bám bụi nhơ. Thì lúc đó cái năng cũng hòa lại: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt sư đài, bổn lai vô vật hà ứng nhá tầm ai. Thân mà biến nó như cây bồ đề không đúng, bởi vì cái thân này là cái nước tất chung, nó là ngũ quẩn tứ đại hợp thành, là nó duyên sanh như quẩn thôi, cho nên không cần biến nó như cây bồ đề. Còn tâm nó thì là giống như đài vương sáng. Đài vương sáng nó có cái cụ thể vật chất, cái tâm anh làm sao anh trước nó có một cái cụ thể được. Cho nên biến nó như cái đài vương sáng không tính. Tâm là cái mà bổn lai vô lúc giật. Nếu mà anh sử dụng đúng thì nó thành ra cái thiện tâm, nó đưa anh lên thiên thiên nhân và thanh văn như giác Bồ Tát và Phật. Mà anh sử dụng nó công trúng thì nó đưa anh xuống vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, mà không hề có một cái gì có kích thước nó dài, không hề có một cái làm màu xanh vàng đỏ trắng gì hết. Cho nên là biến tâm như đàn vô sáng không đúng. Thời thời còn có tích vật sử đó tầng ai, đó là anh dưới cái tâm như cái đài vương sáng. Cái gì thật, cái tâm mà của con người á không có lấy gì mà lao cả. Hãy giết thì nó thanh tịnh mà đó ai kiếm nó ra. Còn hãy mê thì nó biểu hiện ra phiền não vô minh, nó sanh ra vô vàn ba khổ, mà không có lấy cái gì để lao chùi được hết cả. Cho nên là hai cái bài thơ đó nó phản ngược lại nhau.
thành ra cái mấy vị Phật tử đó cũng có nghe qua rồi, có vài vị ở tình cờ gặp đó mà cũng nói làm giống như na ná như vậy, mà giờ sự thật nó cũng giống như na ná đó nha, nó giống giống nhau đó. Bởi vì bây giờ tôi đọc lại các vị nghe cái bài Nghe Pháp nè: rủ áo trầm gian đến cửa thiền. Rủ áo có nghĩa là coi như thoát rồi lọt bỏ. Cả bao thiên hạ lắm trung duyên, 79 tuổi chưa rằng thọ, 40 như năm bảo thức duyên, gia đình vườn cao nhiều phức tạp, cửa thiền mở rộng rất chương linh, sáu thời chương mở không ngừng dứt, giữa bắp lưng lưu mở tân duyên. Thế thì cái này là một cái thú vui thôi. Người nào mà vui thì có thể trình bày ra cái tâm sự của mình hoặc là kiến giải của mình. Thì cái này là một cái phần chi tiết. Phần chi tiết là vui vui, vui về não nè. Trong những cái buổi mà sẽ trả lời cho các vị. Còn các vị hỏi đây á, thiệt tình mà nói thì là có một Phật tử vừa nêu ra vài ý hỏi tôi đó, thì nó có đi khá khá sâu sâu vào trong giáo lý nhưng mà chưa nắm được toàn diện, thì cái đó đáng mừng. Còn như hỏi này hỏi chuyện như đi năm ma rồi tụng kinh rồi cúng cái bằng cáo đạo lộ rồi này kia đó, cái đó nó thấp quá đi hả? Bây giờ ta bắt đầu đi vào cái bài học hôm nay, là cái đoạn này rất là sâu sắc đó nha. Tồn tại vĩnh cửu mà không bao giờ hết được chúng sanh. Cái điều mà cũng trả lời rồi, gọi là chúng sanh tương tục. Rồi vì sao mà nghiệp quả tương tục? Nghiệp quả tương tục đó làm cho chúng sanh luân hồi sinh tử mãi mãi mà khó thành thanh văn duyên giác Bồ Tát và thành Phật. Thế đều là những cái đoạn vừa rồi đó Phật đã giải đáp rồi đó. Bây giờ thì để tóm lại cái đoạn đó, thì hôm nay ta nghiên cứu về cái phần tịch chỉ để coi như để tóm lại ba cái điểm đó. Đóng vai trò tích hạ bản cao, ông Vũ Lo Na và ông A Nan nghe tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa như người biết cách xa trăm bước, lắng nghe tiếng nữ mầm chứ tưởng không phải là chuyện lạ. Nghe cái giáo lý mà lưỡi nghĩa là thượng thừa này thì ông Phú Lâu Na cũng như ông A Nan nói rằng là nghe là Phật dạy, chúng con tưởng như mình là người biết
mà hương vọng nghe tiếng mũi mầm cách xa tâm trước thì khó vô cùng và gần như không có hy vọng để nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà đây là gọi là đóng vai trò tích hạ bản cao. Cái này tôi phải học cái này, Phật tử phải học cái từ này. Tích hạ bản cao, cái tích là cái hiện tại, cái thành tích, cái dấu vết của mình đang hoạt động, đang làm việc, đang sinh sống hiện tại, tôi gọi là tích. Còn cái bản tức là cái nguồn gốc của mình, cái địa vị nguồn gốc của mình. Mà đây dùng cái tích hạ bản cao có nghĩa là ông Thế Long Na là một đệ tử Phật hàng thanh tâm. Hiện giờ trong lúc Phật sinh tiền vì phục vụ trợ duyên cho Phật để mà truyền bá chánh pháp cho nên hiện ra thanh văn tướng, hiện ra là cái hàng thanh văn, hàng tử thừa. Nhưng mà đó là tích chứ, tích tức là cái sự hoạt động hiện giờ đó là thân hành sự hoạt động là trong địa vị thanh văn. Nhưng mà bản cao là Đức Phật đã nói rằng ông Thế Lô Na là cái người đệ tử mà đã từng phục vụ 90 ức Đức Phật trong quá khứ, đã hành Bồ Tát đạo, lợi ích cho chúng sanh. Cho nên trong ông Thế Lô Na là một người mà nấu nguyên mà thành một người đệ tử cái pháp đệ nhất của cái thời kỳ Đức Phật. Cho nên gọi là tích hạ mà bản cao. Ông Thế Lô Na hỏi thật, tại sao Như Lai tàn tánh vốn thanh tịnh bản nguyên bỗng dưng lại chuyển biến sanh ra những cái hiện tượng hữu vi như là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới và các đại như là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức, để rồi sanh ra hiện tượng dạng hữu mãi mãi không trong không gian vô tận và trong thời gian vô cùng? À, hỏi như thế. Như là càng hỗn thanh tịnh mà tại sao nó sanh ra? Tại sao nó lại sanh ra ngũ ấm, người lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, kể cả thất đại, rồi nguyên khởi ra hữu tình vô tình, đầy nhảy trong không gian vô tận thời gian vô cùng? Cái đoạn này tôi xin đại chúng lưu ý. Ngay như cái câu hỏi này là rõ ràng là lấy cái tâm niệm của thàm phu mà hỏi đó. Cái bằng suy bụng ta mà ra bụng người, dựa trên cái tâm niệm thàm phu mới hỏi ra câu này. Chứ còn cỡ như tôi mà tôi nghiên cứu tôi nguyện cỡ như tôi thôi, tôi chưa nói là rõ hơn nữa đâu, mà nghe là biết là sai căn bản. Bởi vì như nó tàn bớt thanh tịnh rồi mới ra tàn, mới duyên khởi ra, nào là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, duyên khởi ra lục nhập, nghĩa là có con người mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi có lục trần, có sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi có địa thủy quả thông, nghĩa là nó sanh ra một cái vũ trụ như thế này, ngoài vật hiện hữu. Điều đó có sao đâu, đâu có phải vì là như là tàn nó như thể hình thành ra những cái sự vật như thế, là có tội lỗi, là có sai trái gì đâu. Vấn đề mà sao ông thấy ông cho rằng là nó sanh ra là hữu tình rồi vô tình rồi nghịch nghiệp sanh hà địa thủy quả thân, nó sanh như vậy là ông cho rằng là nó là nguyên nhân của đau khổ, rồi ông bị nó mà ông đau khổ, rồi ông cho nó là nguyên nhân của đau khổ ư? Sai rồi. Theo cái nhận thức của quan điểm của đại thừa thì dầu là Như Lai tàn duyên khởi ra ngũ ấm, ra lục nhập, ra thập bát giới, ra thất đại, nói chung là duyên khởi ra hiện tượng giải pháp,
không phải vì cái duyên khởi nó sanh như vậy mà Như Lai Tạng có bị một cái sự sai sót nào, một cái sự khuyết điểm nào trong cái trách nhiệm mà làm cho con người đau khổ không? Có. Nếu nó có đau khổ chẳng là tại người đau khổ đó chứ. Thanh Văn Như Giới Bồ Tát cũng là một con người ở trong cái vũ trụ mà đầy cả sự vật hiện tượng vạn hữu, nhưng mà các ngài không có đau khổ. Các ngài Như Lai cái câu nhìn giảng pháp do thập như thị nói như thế nào thì nhìn nó như thế ấy. Như Lai không có xem cái tri kiến chủ quan của mình gọi là tri kiến vô kiến, đó là tri kiến khách quan của Như Lai, là tri kiến vô kiến, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, nghe tất cả, biết tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả mà như không nghe, không ngửi, không nếm gì hết, nghĩa là xả bỏ. Thì vậy, hiện tượng duyên sanh như vậy, hình thành như vậy, rồi sống như vậy, đi như vậy, đứng như vậy, làm việc nói đến như vậy, rồi Như Lai samatha hết. Vì Như Lai biết rằng giảng pháp cái duyên sanh như dưỡng, cho nên nó không có tồn tại lâu dài cố định, Như Lai không có chấp ngã, cũng không có chấp về pháp, cho nên Như Lai vẫn ở trong những tượng giảng pháp đấy chứ, ở trong mọi cái sự hình thành duyên khởi của Như Lai tàn bản thể đấy chứ. Nhưng mà Như Lai vẫn có đại bồ đề, đại nước bàn thì sao? Có phải vì Như Lai tàn duyên khởi ra mà làm cho tất cả ai cũng đau khổ hay sao? Đau khổ là tại mình đấy chứ. Qua bất ma, bất mê nhân, mình nên tự mê đó mà. Tự bất tí nha, mình nên tự tí. Rượu ngoài trời nhiều lắm, nhưng mà người không có tập uống rượu không nghiện rượu, cả đời người ta đâu có lụy gì rượu đâu. Còn nhiều vấn đề sức cũng vậy. Vấn đề sức, đây là nói cụ thể hơn là về nam sắc và nữ sắc. Cái tình báo này nhiều lắm, nhưng mà đâu phải hễ có nam sắc nữ sắc là làm cho mọi người bị chìm đắm với trong nam sắc nữ sắc rồi giờ đau khổ vì nó đâu. Có người người ta vẫn an nhiên tự tại mà những cái nam sắc nữ sắc nó giàu có các chư thì thối trước mắt họ, đi ngang họ, thậm chí là lẫn lộn với họ, mà những người ta không dướng vào cái bệnh đam mê về sắc, nữ sắc hay nam sắc thì người ta đâu có gì đau khổ đâu. Vì vậy cho nên cái câu hỏi này là ngay như cái cơ bản mà giữa cái lý trí của đại thừa ý nghĩa đó là câu hỏi đó sai ngay cơ bản. Như từ đầu Như Lai Tạng vốn thanh tịnh thì nó duyên khởi ra mọi sự vật cũng vốn thanh tịnh tịnh đấy chứ, có sao đâu. Nhưng mà đem ra câu hỏi này, đó là gì? Là vừa trên cái tâm niệm phàm phu tri kiến lập tri, mà tri kiến lập tri là tức vô minh bổn, cái tri kiến mà mình trồng ra cái phân biệt. Chẳng hạn như mình nhìn cành qua rồi mình sanh ra cái tâm tham lam, rồi cái tâm luyến ái về sắc, về hương, rồi muốn là bảo thủ xem về cái mình. Nó vấn đề nguyên nhân đau khổ là ở chỗ đó, chứ đâu phải vì có cái bông hoa đẹp mà làm cho mọi người ai cũng đau khổ. Đâu phải vì có những thứ hoa thơm mà mọi người sẽ lưỡi gì qua rồi chết đau khổ gì qua, không có. Cho nên câu hỏi này dựa vào cái tâm niệm của thế gian thay mặt cho chúng sanh trong thế gian mà nêu ra câu hỏi đó, cho nên gọi là tức hạ mà bản cao là vậy đó. Tại vì vậy cho nên là có những câu hỏi mà nãy giờ tôi nói có biết đâu là cũng có những vị tức hạ bản cao ở trong. Nếu là câu hỏi rất tầm thường để mà giải đáp cho những người mới sơ cơ người ta nghe, cho nên coi vậy cái nhiều khi có âm mưu á, âm mưu độ những người sơ cơ ở trong á, tức hạ bản cao đó. Vì vậy cho nên phải trả lời hết thôi, không có câu nào mà chê mà không trả lời. Chỉ có cái giảng đường này là trả lời nó hơi thí. Không biết là vì có những người vào cả chục năm không? Cái đoạn này nó sâu như vậy nhưng mà tôi không biết là Phật tử đại chúng nghe có nắm cái ý đó không? Chứ còn theo tôi là nếu có hỏi ra là sai ngay cho bạn. Từ đó Phật đã dạy nhiều lần quá rồi mà. Vũ trụ như là tàn như thở ra hiện tượng dạng thấp, qua một cái quá trình như là ngũ ấm lục nhập thập lục xứ thập bát giới thất đại vân vân,
đâu phải là nguyên nhân làm cho đau khổ, làm cho tội lỗi cho tất cả mọi người gì đâu. Mà nếu các vị nhìn bằng tư kiến vô kiến thì tư tất niết bàn. Chứ vì các vị nhìn dạng sự dạng pháp bằng tư kiến lập tư, đó là tất vô minh. Vô minh bổn là cội gốc của vô minh đó chứ. Đấy, trong này là bao nhiêu tâm người rồi đó. Đâu có người nào là nguyên nhân khổ của người nào đâu. Nhưng mà nếu trong này mà có một cái người nào, anh chàng nào đó và cô nàng nào đó mà tha thiết đặt vấn đề nhau, đặt vấn đề nhau rồi nó trục trặc kỹ thuật. À, tuần lễ này nói vậy mà tuần lễ sau đổi kiến, thế thì là chỉ có hai người đó. À, nó đau khổ thôi chứ đâu phải là gì hết, những có người về là đau khổ với nhau đâu. Thì sự vật trong vũ trụ trên hạt địa này cũng như vậy, không phải vì sự vật dạng dạng pháp hiện tượng tham gia là nguyên nhân của mọi đau khổ cho con người. Cho nên câu này nó tuyệt vời vô cùng. À, câu hỏi hai là đệ thử quả thân không kiến và thất bại. Trong bảy đại tính chất có đế khác nhau, tại sao chúng có thể dung hợp nhau được trong Như Lai tàn mà không tương tàn tương diệt? Câu hỏi này đó, lẽ ra đại chúng ở đây phải nhiều người trả lời được rồi thì mới đáng mừng. Tại sao địa thử quả không kiến thức, nói chung là thất đại có tính chất đối kháng nhau rõ ràng, vậy mà dung chứa trong dung chứa với nhau trong một Như Lai tàn bản thể tương cùng mà không bị tương tàn tương diệt? Câu này dễ trả lời lắm, mà người nào mà trả lời được cái là thiết là hay là ha, có ai trả lời không ha? Người nào đứng dậy trả lời một câu là tôi biết là người đó thuộc hết rồi, không cần nói nhiều đâu. Chỉ cần 4-5 tiếng thôi. Mà 4-5 tiếng đó mà nói không được thì là đọc một trang cũng không đúng. Còn nói thử được. Thì cứ vô tiếng thì đừng có ngại gì hết. Còn tại sao mà đất lửa như nước dừng chứa trong Như Lai tàn mà không tư tàn cái việc là sao? Không biết chắc ở trong Như Lai tàn bản thể mà dung chứa nhau không tương bàn cái việc là sao? Có lẽ là ai cũng sợ những cặp cái mắt mà nó có cái hào quang kia sáng như nhuyên, nó chĩa tới nó nói cái ông đó chắc là làm tàn, cái chị nọ tự khoe khoang, ví dụ vậy. À mà nếu như thật như vậy đó thì chứng tỏ là các pháp hữu của chúng ta chưa thật tốt đó. Chứ giả như người nào mà đứng nói vậy mà mình cũng không hề, nếu mà nói đúng là mình quan minh, mà nếu nói sai đi nữa thì mình cũng coi đó là một chuyện bình thường thì mới tốt. Chứ mà nếu người ta nói đúng cái rồi đó, chà cái bà đó có bồn muốn rồi à, lên hương ha, ví dụ vậy ha. À có phải vì vậy đó mà ái ngại đó chứ, tôi tin là không phải trong này là không có người nói được câu đó, bởi vì dễ dàng vô cùng. À bởi vì sao mà lửa với nước là thử quả tương khắc, tinh thông vừa ngũ hành tương khắc, sắc với không là tương khắc, trong tương khắc tại sao dung chứa nhau được? Thế thì đọc được cái câu tánh thủy trên không, tánh không trên thử. Đây là câu này nè, câu này nè, thanh tịnh bản bạn nghe à, mặc dù nó châu biến pháp giới nhưng mà bản tính của nó là thanh tịnh bản nhiên. À từ chúng sanh tâm ấn khởi tư lượng nó mới là từng nghiệp đó phát hiện, vì vậy mà nó dung chứa nhau một cách dễ dàng thôi, chưa cần dùng lửa thì ở đây không có lửa, mà bây giờ nếu cần dùng lửa là đem cái bật lửa bật ở đây cái là có lửa liền. Như vậy là trong này nè, trong cái không này nè là có lửa rồi đó, vậy thì chẳng phải nó là thanh tịnh bản nguyên đó sao? Đấy. Còn như bây giờ tôi đánh dụ đây nè, nhà muốn lấy nước nè, cái cách này là hà một chút à, đổ liền. Thế thì cái nước đó đâu có phải là trong cái bụng của tôi mà tôi rút ra trong cái nước mà tôi uống mà chuyển qua đâu.
nhưng mà mình hà hơi ra vậy là nó có được. Đó là tánh thử chân không, tánh không chân, chân thử nó thanh tịnh bản, bản nguyên nó châu biết bất giới đó. Từ cái thanh tâm tính sở lượng từng việc phát hiện, nó mới cầu đó các đại đều có cái những câu như vậy. Cho nên cái câu này là ông Phú Lô Na là thay mặt cho những người đệ tử còn chợt tỉnh chợt mê mà hỏi, chứ còn cởi ông Phú Lô Na là không có hỏi nữa đâu. Mà hỏi ra là thay mặt cho Phật tử đó, cho nên ta gọi là bổn, bổn cao mà tích, tích hạ. Tại nào cơ mà nó chín chắn rồi, nó thú vị lắm. Là một bậc thầy, một đấng Ta Bà giáo chủ không cho phép từ chối giải đáp những thắc mắc chính đáng cho đệ tử mình, dù thắc mắc đó có khó khăn đến mức nào cũng vậy. Cho nên Đức Phật là coi vậy thì dễ lắm. Nhiều vị tưởng ra là muốn thành Phật rồi là phải khó lắm mới được. Cái thật là thành Phật rồi dễ lắm. Hỏi câu khó cũng giải đáp, mà hỏi câu dễ cũng giải đáp, mà hỏi là giải đáp mà có lợi cho người là nói, chứ không có cần như dễ gì trên trời. Thành ra tôi nghe cũng có người nói tôi cũng già rồi mà hòa thượng không có tác phong, hòa thượng dễ quá, dễ quá, dễ như học trò quá, muốn hỏi gì nói lúc nào cũng được. Thì nếu mà các vị mà có neo vấn đề gì vậy là tôi cũng chịu thua thôi à. Chứ còn là thật sự là thật, tôi thấy còn không có khó mà. Còn về làm hòa thượng mà khó thì thôi, ai chịu nổi. Hòa thượng là cái người học đạo trước đệ tử. Mà đệ tử thì giờ tao không biết là tao hỏi chứ. Còn ở làm nguyên nghĩ là khó khăn mà mới lại trước tao lại mới hỏi để làm cái gì. Cho nên hỏi là nói à. Phật bảo rằng Phú Lô Na, đó là cái vấn đề thánh nghĩa trong thánh nghĩa của các pháp, vấn đề cội nguồn của sự vật hiện tượng vạn pháp. Nói đến vấn đề này là đề cập đến cái vấn đề chân nhân và bàn đến cái tánh thường như của vạn pháp đó. À, thử cái pháp thánh nghĩa diệt tức thị chân như thường như từ tánh có tức như thức thật tánh, và bàn đến cái thật tánh chân như thức, cái tánh thường như của vạn pháp. Như là dạy rằng sự thật hiện tượng vạn hữu, giả pháp cùng chung một bản thể như la tàn, hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái chủng tử trong cái như la tàn, nó vận động, nó biến chuyển, nó duyên khởi mà nó hình thành. Và tôi nhớ là cái như la tàn đó, tức là cái kho tàn như lai đó, nó trùm khắp đó. Cái bằng thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương, mình dùng cái trí tưởng tượng, cái khái niệm của mình về không gian á, mình khái niệm mình nhận thức tới đâu là cái như la tàn nó tới đó, nghĩa là nó vô cùng vô cực. Còn về mặt thời gian mà mình cũng dùng khái niệm nhận thức tới đâu thì như la tàn tới đó, nghĩa là về mặt thời gian nó cũng vô thủy vô chung. Thế vì là dạng pháp cái sanh trong như la tàn cũng tức là sanh trong vũ trụ đó, cái vũ trụ của thế gian, của đạo học, của nho học người ta nói đó, trong đạo Phật mình gọi là như la tàn bản thể. Hoặc từ thử tất cả hiện tượng vạn pháp cái sanh khởi hình thành bằng cái tấm nguyên thị bản nguyên của nó, nghĩa là nó sanh ra như vậy, tại nó như vậy, nó sanh ra như vậy, gọi là như thị bản nguyên. Đồng chủng thì nó hợp lại, đồng chủng loại thì nó hợp lại, mà khác chủng loại thì nó đẩy ra, nó chống chọi ra. Đồng tánh thì là nó chống chọi nhau, mà khác tánh thì là nó hấp dẫn nhau. Thì hợp lại thì đẩy ra, thì chống đối thì hít vào, không do ai làm cũng không bị ai xui, không bởi một thế lực thiêng liêng nào sắp xếp. Đây đại chúng học cái này là đây là cái nguồn gốc của vũ trụ theo cái quan điểm của Phật giáo là nói như vậy đây đó nè.
nghĩa là đồng chủng là nó tương hợp, mà dị chủng là nó tương thích. Đồng tánh là tương tự, mà dị tánh là tương đẻ, mà đồng năng là tương bội, dị năng là tương, dị năng là tương tương gì ta, dị năng tương đẻ, nó đẻ kháng nhau. Đây là nguyên lý của vũ trụ, nó hình thành theo cái lập trường giải thích về vũ trụ của đạo Phật, vũ trụ quan của đạo Phật đấy. Chứ không do một đấng thiên nhiên nhá, không bởi thế là thiên nhiên nào sắp xếp gì vậy, trong đó không có cái sở mà cái năng. Đây là vấn đề triết học của đạo Phật, nó nằm ở trong những cái điểm như vậy đây nè. Trong đó không có vấn đề sở năng, không có vấn đề sở lập năng lập, không có vấn đề sở tạo và năng tạo, không có đấng thiên nhiên nào là năng tạo theo đạo Phật á. Không có dạng vật sinh ra không phải là do một đấng thiên nhiên tạo, cho nên sự vật không phải là cái sở tạo của một bàn tay nào, mà là do cái quy luật đồng vị, đồng chủng vị chủng, đồng tánh vị tánh, đồng năng vị năng. Chỗ này là sâu sắc dữ đó. Không có vấn đề sở năng, nghĩa là không có ai đó làm ra tôi nên hay là sắp xếp do nhân duyên nó hình thành. Cũng như giờ ở thành phố mình đó, thì là mình có cái điều kiện lâu lâu phải vệ sinh, người ta đi xịt ra cái thuốc từ mũi từ dán, cho nên thành phố là hiện giờ cũng có rùi mũi dán cũng nhiều. Nhưng mà thua ở Cao Lãnh tôi mới đi được không, hôm qua tôi đi xuống Cao Lãnh đó, tôi nói nghĩa là mũi với Cao Lãnh đó ha, con nó dài gần một phân vậy đó. Mà nó đậu vô là cắn liền chứ không có do dự e lệ rụt rè gì hết đó. Mũi mấy Phật tử mà đi cùng nó đó, nó mũi ở thành phố á, nó đáp vô mình rồi nó còn là cái giò vậy, nó tìm cái lỗ chân lông, nó coi chỗ nào mềm chỗ nào cứng, chỗ cứng thì nó trơn, tìm chỗ mềm nó mới hút ha. Còn ở dưới nghĩa là hả nữa, chăm vô là hút liền cái cắt, không ai lẽ được về nhá. Thế thì là cái đó cũng đâu có ai xui, mà đâu có ai làm gì đâu, do nhân duyên mà. Do cái nhân duyên là có lẽ là cái nhân duyên là gì, là gì, là nhiều đầm nhiều ao rồi nhiều lá cây rụng rồi nhiều phân ha, thì những cái thứ đó là nó hình thành ra các cái thứ mũi mầm gì, chứ không có do đánh thiên nhiên hay là đánh siêu nhân nào. Mà nếu có một cái đấng thiên nhiên nào làm, thì làm ở mũi với đĩa ở Cà Mau với Đồng Tháp nó nhiều thì cũng làm ở trong thành phố này cũng nhiều đi. Nhưng mà nó không phải vậy, nó do cái hoàn cảnh khách quan của sự vật hiện tượng dễ muốn rồi nó hình thành ra. Cho nên mình học Phật rồi mình hiểu vậy. Sở, vấn đề sở là gì? Sở là cái bị ai đó sắp xếp làm và chi năng. Cái tính thường như có dạng thấp đấy, không có vấn đề năng sợ. Tính thường như có dạng thấp, cái này là học về duy thức đó mà. Tức y thử tam tấm lập mỹ tam vô tấm, có Phật mật ý thiết, có Phật mặc cái thiết sơ tức tướng vô tấm thứ vô tự như tấm hậu do giữa như tiền sở chấp ngã pháp tấm. Thử chi pháp thánh nghĩa diệt tức thị chân như thường như trì tấm cố tức như tích thật tấm. Ba cái tấm của như tích học gọi là tấm duyên tế, tấm ly tha và tấm duyên thành. Các vị trong này có số cũng mê duyên thức lắm, nhưng mà coi chừng ấy nha, các vị mê mà các vị mà nắm không vững cái đó là các vị tìm cái tấm duyên thành là các vị chết non từ đời này qua đời khác mà không bao giờ có tấm duyên thành. Thật tấm là gì đó? Ba cái gọi là ba cái tấm duy thức đấy, cái gì thật không có tấm gì hết. Sơ tức tướng vô tánh,
thứ vô tự nhiên tánh hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Cái tánh gọi là tánh biến kế đó, chứ thì thật là nó không có cái tánh biến kế là cái gì hết. Thành ra ta quán dựa trên ba tánh đó mà ta quán ta tu đó, nhưng mà cái tánh biến kế nói là nói vậy thôi. Cho nên nó tánh gì hết á, chẳng qua là hiểu sai thì nó thành ra gọi là biến kế. Ví dụ như cái quan này mà giờ các vị gọi là cái quan gì? À, rồi các vị tự nữ với nhau vì cái tên của cái quan này thì nó thành ra cái tấm biến kế. Cái người thật là tấm biến kế không có tấm gì hết á. Cái quan này các vị nói nó là cái quan là cái quan lài, ở miền Nam mà gọi là cái quan lài, mà ở miền Bắc á, các người mà ở miền Bắc gọi là cái quan ngày. Mà nếu mà tự nữ nhau gì qua lại với qua ngày á, để rồi giận nhau đó, thì nó thành cái đó là cái tánh biến. Cái tánh biến kế đó, chứ là tánh biến kế là không có cái tánh nghĩa tội trên á. Là vì cái này á, là nói về tánh nghĩa của các pháp là cái này là như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, là nó về thôi, không có cái tên nghĩa tên gọi là như thị. Nói như vậy mình như vậy mới đúng, mà nói nó qua lại cũng không đúng, nói nó qua ngày cũng không đúng, là tự hiểu giữa qua lại là qua ngày lại càng tệ hại hơn. Cho nên là nó gọi là cái tâm biến kế không có gì hết. À, cái người học như thích là phải quán bản thân mở rộng để nhận thức kỹ về cái tâm y tha. Y tha là gì? Y tha tức là y tha duyên nghi sanh khởi, tức là mình phải hiểu rằng là dạng pháp cái là nó nương giá như các duyên, nó tương quan tương duyên nhau mà nó sanh khởi. Vì vậy cho nên nó không có một cái thực thể tồn tại. Nói về con người cũng y tha duyên như sanh khởi, cho nên nó không có cái thực thể cố định trường cử gì cả. Nói về dạng pháp nó cũng lại y tha duyên như sanh khởi, cho nên nó cũng chẳng có tồn tại lâu dài. Hiểu như vậy, tư duy như vậy là gọi là cái người đó là tư duy và quán chiếu về cái thật tánh của duy thức. Mà khi mà nhận thức được rằng dạng pháp y tha duyên như sanh khởi rồi, là cái tâm như tự tại bất động trước mọi sự vật hiện tượng chuyển biến. Thế rồi lúc bây giờ cái người đó được cái sức tự tại đó, ta gọi là người đó thành tựu được cái tánh duyên thành thật. Chứ từ thật không có được cái gì hết rồi. Chẳng qua là người đó không còn hiểu lầm, hiểu sai về cái sự đam mê, cái sự liên ái bằng danh nhau, bằng những cái nguyện giả của cuộc đời nữa. Thế là gọi là người đó là thành tựu được, thể nhập được cái tánh duyên thành. Chứ mà tánh nó cũng không có. Mà hiểu được như vậy rồi, nó gọi là thể tu thất thánh nghĩa, nghĩa có sự chân như. Thường như thì tánh có. Đấy là cái thánh nghĩa của các pháp, đó tức là cái nghĩa thù thắng của dạng pháp. Mà hiểu được như vậy, cũng tức là người đó hiểu về cái tánh chân như của dạng pháp. Chân như là gì? Cái tánh đó như là anh nói cả kiểu khác cũng không được. Anh nói giải thích kiểu nào nữa cũng không được, cũng không trúng được. Vì sự năng lượng thượng, nó trong cái quá trình phát triển duyên tâm của nó như vậy, anh đã hiểu đúng rồi thì không còn ai cãi kiểu nào nữa được và giải thích kiểu nào nữa được. Cho nên gọi đó là cái tấm chân như. Nó là vừa là tấm thánh nghĩa cũng gọi đó là tấm chân như, vì cái tấm đó nó thường như vậy. Anh muốn thêm cho nó một cái gì đó hơn nữa, nó cũng không có chỗ thêm. Và anh muốn bắt cho nó đi cái gì để cho nó sống hơn tệ hại, anh cũng không làm sao anh mất được. Nếu anh mất được là không còn chút nữa. Đấy, vậy gọi là cái tấm thường như của dạng khác. Cho nên là cái tính thường như cái dạng pháp này, cái thường như là trong này là tôi mở mặt kép lên, cũng như tính năng tôi thở rồi tôi đóng mở mặt kép á, thành ra cái giáo án mà tôi viết ra là phải nói là nó công phu dữ lắm để dạy cho học trò học mà phân tích cho họ cái chữ này. Nhưng mà thật sự bây giờ thì dạy bây giờ học trò cũng học không có chú tâm mấy đâu. Giả lại nữa học cái thời gian mà ngắn quá đó, nó cũng khó mà thấm nhuần nữa. Tôi biết công phu lắm,
đó là cái thường như của bản pháp vốn không có vấn đề ngăn trở, nghĩa là không có chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt, tất cả cùng một bản thể tùy duyên vận động chuyển biến hiện ra như vậy và như vậy. À bây giờ tôi nói vậy và như vậy có nghĩa là như thị đó, như thị tấm, như thị tướng, như thị thể, như thị lực đó, cái chữ như thị nó là dài, nó mưu cả. Cho nên đem về duy thức luận nói rằng do những cái chủng thức như thị biến dữ chuyển lực có bị phân biệt thân, do cái những cái chủng thức cũng tức là cái ai là do thức ấy, cũng gọi là tàn thức ấy, cũng gọi là như lai tàn mà ta đang học đây đó, nó có nhiều tên như vậy, nó biến như vậy nghĩa là đồng chủng thì nó tương hợp, mình dị chủng có thể là nó tương thích, đồng năng thì nó tương cử thì dị năng thì nó tương để, nó chống đối như là nó hợp thôi đó nè. Mà các pháp nó vận động hợp thì ly sanh mà nó sanh khởi hành thành, thì cái này là tôi đã nói nhiều cái thí dụ rồi, và ôm lại những chỗ này do cái sức vận động mà dạng pháp nó sanh. Thể tánh cái hiện tượng dạng pháp trong như lai tàn với những màu tâm sáng không có minh, không có vô minh, cho nên thông kinh nó chơi cái đoạn tranh gọi là tánh giác diệu minh mà bản giác minh diệu. À tánh giác tức là tánh của dạng pháp nó là diệu minh, còn cái tánh nhận thức và bản giác của chúng sanh giống nó minh diệu. Thế thì là cái minh diệu của con người gọi là Phật tánh, còn cái diệu minh của dạng pháp vốn không có tội lỗi gì ta gọi nó là pháp tánh. Thế thì là cái như la tàn mà cái duyên khởi ra hữu tình vô tình, bên hữu tình thì có Phật tánh, bên vô tình thì có pháp tánh, thế thì có cái nào tội lỗi gì đâu. Vì vậy mà vấn đề tội lỗi là do ta đó nha, do con người của chúng ta đã bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành đây. Vì vậy mà mình tu là mình tu để mà mình gột rửa những cái mà nó bám, nó phủ vào, nó cấp vào sau này. Chứ còn là cái bản chất của mình là cái Phật tính của mình là từ vô thủy vị trí vô chung lúc nào nó cũng có. Cũng như dạng thoát ra bên ngoài không có cái nào là cái mà nó làm cho ai mau khổ, phiền não gì cả. Đó là cái tính thanh tịnh bản minh của nó. Thì tại vì là mình chúng sanh là bị cái vô minh nó tác động, nó không có nhận thức phân biệt. Phân biệt. Như là cái phân biệt ở đây gọi là tư kiến vô kiến. Chứ không phải là thành thật rồi là không có chi tiết nữa. Chi tiết là tư. Thấy nó phân biệt là sanh ra vui mừng, buồn giận, thương sợ, yêu ghét. Đó là chi tiết là tư. Nó sanh ra mọi nguyên nhân đau khổ. Còn như thành thật rồi, hay là các vị Bồ Tát như là Đại Trí Văn Thù cần vận dụng cái căn bản trí, tức là phải sử dụng cái tư kiến nghe trước, nghĩa là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nghe, vẫn đến, vẫn thích để biết mọi sự trên đời, nhưng mà người ta làm chủ được cái lục căn, cho nên thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà vẫn có thấy tất cả, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà có nghe tất cả. Tập được cái đó đó ta gọi là trở về những cái tư kiến vô kiến, cái căn bản trí của mình. Chứ không phải là thành Phật rồi là không còn tư kiến là đi, làm cho con mắt mình đi, làm cho lỗ tai mình biết, làm cho mũi mình nghẹt dính dính, không phải vậy. Cho nên là bằng cớ là khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài vẫn còn nguyên cái sắc thân đó mà có được đại bồ đề, được đại niết bàn đó chứ. Các vị A La Hán, các vị Bích Chi Phật, khi mà đạt đạo rồi, sắc thân cũng vẫn còn nguyên và mọi sự cảnh vật hiện tượng giả pháp vẫn còn nguyên mà,
Nhưng mà các ngài có cái an là gì? Người ta thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Mặc dù là giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Người ta biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Bởi vì ở trên đời này tôi nói thành thật mà nói nha, tôi biết bao nhiêu những cái mà chúng ta không có ai mà đồng ý với ai được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà gặp gỡ nhau mà đứng cái lên cái phương diện phân tích mà cái chỗ không đồng ý là chúng ta có cái nước khổ mà chết thôi. Nhưng mà ngược lại chúng ta mà vận dụng một cái tâm mà như là samatha, cái tâm mà đại hỷ đại xả đó hả, thì những cái nào mà mình tâm đắc thì mình nhân nó lên, nó đem lại nó thành ra một cái sự vui vẻ bình thường. Còn những cái nào mà nó không có đồng ý hả, thì là mình tập cái tấm samatha, cái lên Phật dạy samatha, samatha bắt đầu thì na là để mà trị những cái bệnh buồn rầu đau khổ do sự bất đồng giữa người này và người khác, giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thanh hơn bị sự pháp của lực thần. Cho nên đạo Phật là vậy, nhưng mà nói là nói vậy chứ làm khó, cho nên là phải tập hoài thôi. Tôi cũng vẫn tập hoài chứ các vị đừng có tin tôi. Đừng có tin tôi là một cái tánh tuyệt đối gì thiên liêng gì ghê gớm lắm đâu, không có đâu. Phân tích cái biển để rồi á, ta gọi là biệt biệt giải thoát. Nghĩa là ai mà quá giải vô minh được phần nào thì nó giải thoát phần ấy. À, ai quá giải vô minh nhiều thì nó giải thoát được nhiều, nó an lạc được nhiều. Ai quá giải vô minh ít thì nó an lạc ít. Ví dụ như các thầy ở trong các cái chùa đó mà, thì các vị cũng đừng có bắt buộc mấy ông thầy thành Phật quá sớm. À, gặp cái thiếu người các vị cũng thê cũng mang cũng đòi hỏi mấy thầy quá cao cũng được, đừng có đòi hỏi vậy. Tất cả chẳng qua là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia bồi dưỡng cho nhau và kiến thức học tập để rồi tự mình tự mỗi người phải cởi mở. Vì cái chỗ đó cho nên là theo tôi nhắc các vị mà đúng cái kinh đó mà, các vị đến với quý thầy á, có cái nào mà quý thầy hơn để nói lại cho các vị nghe rõ, để trong cái quá trình dịch từ về não về các vị học. Còn cái nào mà nếu nó ngang ngang nó bằng bằng như các vị thì coi như mình khỏi học cái đó. Chứ đừng có đòi hỏi quý thầy quá cao. Mà thứ nhất cái là các vị mà đòi hỏi anh thầy quá ngon lành để cho các vị mà lại lực người gian sinh nhờ thầy chú nguyện này kia đó là các vị thất vọng đó. Thất vọng là ở chỗ là các vị là tưởng tượng các thầy quá cao, trong khi các thầy cũng là cái người mà cùng tu mà cùng đi trên con đường giải thoát, chẳng qua là đi trước các vị vậy thôi chứ. Do đó cho nên là khi mà đến chùa học đạo thì gọi là y pháp cái bất y nhân vậy đó, có sai sở sai chỗ chúng nào đó thì cái đó mình không học cái đó. Cái nào là các thầy hay hơn, các thầy dẫn đường mình đẹp rồi mình học cái đó. Thậm chí là bạn đạo nhau cũng còn có cái học được nữa mà. Tam nhân đồng hành bất hữu ngã xuyên, tập trình hiện giả với trồng chi, từ bất hiện giả với cái chi. Cùng nhau đi trên con đường ta người thôi, trong đó có thầy ta. Chọn những cái hay, nghe những cái hay, tiếp theo những cái lời thấm truyền của họ, ta học với họ những cái mà vĩnh viễn ta phải hành. Còn những cái lời dở, những cái ý tứ mà nó không thánh điện, thì ta cũng học với họ những cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Thế là học được hết chứ. Cho nên là theo tôi á, mà học kinh điển đại thừa mà thấm dần rồi là trên con đường tu của mình nó có cái sự nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn nhiều đó nha. Còn các vị mà đặt tin tưởng nơi quý thầy mà đòi hỏi thì chỉnh quá cao đó, rồi nội tôi về mà phê phán nó cũng đủ như là đủ ớn rồi, như định phê phán thầy này dày thầy kia khác thầy nọ đó ha, phê phán đủ ớn ngủ không ngon. Cho nên cái chỗ đó, cái đoạn này hay lắm đó nha. Tánh chất diệu minh, bản chất minh diệu là tánh chất đơn vị ở trong Như Lai Tạng. Năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới và thất đại sanh diệt diệt sanh trong Như Lai Tạng không phải là vấn đề đáng quan tâm thắc mắc, vì đó là vấn đề vũ trụ vạn hữu nó tồn tại khách quan ở trong cái quy luật vô thường vận động sanh diệt diệt sanh của chúng.
cho nên là mình tu hành đó mà, mình đâu có cần gì là sự vật hiện tượng bên ngoài nó còn hay là nó mất, đâu có đặt vấn đề đó làm chi. Đó là vấn đề vận động sinh diệt, diệt sanh của vạn pháp. Cho nên cái ý niệm mà khi mà mình thành Phật rồi, đó là mình phải thay đổi hoàn toàn cái cảnh giới nào thật là hoặc là xa, hoặc là đẹp đẽ, hoặc là thanh tịnh nào đó ha. Coi chừng cái quan niệm đó các vị sai lầm nặng nề rồi đó. Cảnh giới không ăn thua gì hết. Cảnh giới nào cũng vậy thôi. Luôn luôn là vận động, là thay đổi, là sanh diệt, diệt sanh. Không có cái gì nó yên được. Vấn đề của con người giải thoát giác ngộ là vấn đề nghĩa là phải có cái trí tuệ để nhận thức đúng chân lý. Cái thứ hai là có cái khả năng nhận thức thiền não vô minh để đoạn trừ. Bằng cớ là Như Lai Thế Tôn ta cái tâm đạo rồi, ngài vẫn có đại bồ đề đại niết bàn trên mặt đất này mà cần thay đổi gì đâu, không có cần thay đổi gì hết. Cho nên nãy có câu hỏi gì đây nè, câu hỏi là trong kinh chẳng hạn như chắc là vừa vào kinh Pháp Hoa nó rằng là chư Phật nó là kinh Như Ma Cạp đó là vận dụng đó là cảnh giới của mười phương chư Phật ở trong mười phương là đem về từ cái thế giới này sang qua thế giới khác á, như vậy là chuyện nó có mê tín hay không? Câu hỏi này là cái chuyện mà chúng ta đã tư giảng rồi, nhưng mà bây giờ những vị này người kia ta mới đi, ta mới tới nghe mà nếu tôi không trả lời thì là nó thiếu, mà nói tôi trả lời đây là nó dư, cho nên không trả lời ở đây. Cái chuyện mà Bồ Tát Như Ma Cập mà vận dụng cái thế giới của chư Phật trong mười phương mà đem sắp nhập về thế giới Ba Bà này là điều đó tôi đã nói rằng là để nói lên cái nguồn giáo lý là chư pháp tương tức. Cái giáo lý chúng ta tương dung. Dạng pháp là một thì nhiều nó dung nhau là khác pháp. Tức như nhau nghĩa là pháp này là pháp kia. Thế giới này và thế giới kia là cái bằng tất nhị, nghĩa là không có hai thế giới. Cho nên cái học đạo là giữa đó cái ý kinh đó mà tư duy về vấn đề pháp giới là nhất chân, không có hai, không có khác. Vì vậy cho nên đem cái thế giới của mười phương mà đem sắp nhập vào thế giới Ta Bà, mà thế giới Ta Bà không có bị hình ra, thế giới mười phương chư Phật không hẹp lại vẫn như thường. Như vậy điều đó ta phải hiểu cái gì? Ta phải hiểu rằng là thế giới là bất tức bất ly, mà thế pháp giới là bất nhị, đồng thời cụ túc tương ứng mà nhất đa tương. Tương dung từ cái này nó hay lắm, hay lắm, cái sâu sắc lắm. Vì vậy cho nên học thật á, học thật là học thật, mà bây giờ mình đặt ra cái chương trình mà gọi là học thật là cái cấp tiểu học đó hả, tiểu học để mình sơ cấp đó nè. Nó đúng là theo tôi thì tôi không có đặt cái lối giáo dục như vậy. Phật học không có dạy cái gọi là tiểu học sơ cấp, bởi vì học thật là phải là trình độ. Nghĩa là nếu mà nói theo thế gian á, trình độ nó là trung cấp, tốt nghiệp trung cấp rồi thì học thật mới phải, mới có khả năng tiếp thu. Tôi nói ví dụ như vấn đề đó là vấn đề của những cái người mà phải có cái trình độ tiếp thu mới nhận thức được cái vấn đề chi pháp tương tích, nhất đa tương dung, đồng thời cụ tích tương ứng, giải thích vấn đề rất là sâu. Mọi người có trình độ mới nghe nổi cái đó chứ. Chứ còn mấy cái đạo chấp mà cho tu hồi 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi mà đem vô dạy, đừng có những cái câu kinh ý tứ đó thì có ăn thua gì họ đâu. Cũng như là tôi nói cái chuyện mà là nghe Văn Phương mà, nghe Văn Phương là của Thư Hào, Đại Thư Hào Nguyễn Dương. Rồi nó nói ví dụ như nói là thiết thai một đó là trà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về, một cơn mưa gió nặng nề mà thương gì đến ngọc tiết gì đến hương. Rồi mình giải thích, mình giải văn, mình nói là ông Nguyễn Dương ở đó cái chỗ mà ông ưa trồng cái trà mi đó. Cái trà mi bông nở đẹp, mà cái giống trà mi là cái bông nó rất là mỏng, mỏng hơn là dưới viết nữa, mỏng hơn các cái dưới viết nữa. Cái là bữa đó cái là tình cờ ông đang ngồi ông làm thơ, cái là bữa đó cái mưa gió ào 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 cái trà mi, cái
rụng bông hết tan rã hết trơn, thành ra là hương cũng hết mà ngọc gì cũng hết, thành ra ông biết câu này. Hồi đó là ông đang làm thơ rồi gặp cái đám mưa, nó nắng cả mưa, còn gì là thứ hào nữ dương nữa. Người ta nói trong cái đó là mi, chứ mà người ta nói rằng là một cái tâm sự não nề của một kiếp con người mà nó bị phân trần, nó bị đài đọa trong một cái cảnh mà không làm sao hơn được. Oan ức đau khổ dày dò với một cái tay của Vui, người ta sẽ tả là đoạn văn như thế. Rồi mình ra mình nói chuyện ông Nguyễn Du, ông hay cầm cầm hư, thế thì cứu đâu. Rồi cái đoạn nó thân lương bao quản lắm đầu những điều trên mặt từ nay trên chùa mình nói rằng cái là ông lúc đó ông hứng là ông thấy người ta bán lương á, mang lương rồi ông thấy lương rồi nó ưa chuông với mình, cho nên là nó cái thở lắm giảng vậy là thôi à. Cho nên là cái việc đạo lý này, nếu tôi hỏi thì đối tôi là thật mà nói, tôi thấy rằng tôi nói lại không có gì khó đâu. Nhưng mà không có chừng là ai là người đâu tôi hỏi này. Nếu như các vị mà từ trước tới giờ là Phật học, các vị không có học rồi mà nếu cái khả năng mà tiếp thu mà nếu mà không được cao nữa đó ha, thì rất là khó giải đáp đó. Cho nên là cái những cái đoạn kinh của Đại Thừa xong, cho nên trả lời cái vấn đề mà Như Lai Bàn mà nó duyên khởi sanh ra đó, thì Đức Phật cho biết rằng cái chuyện nó sanh nó cứ sanh, rồi nó diệt cũng cứ diệt, nó có sao. Đâu phải vì mọi nhà Phật sanh ra rồi diệt đi, rồi xong diệt sanh trong đó, rồi làm cho cái Như Lai Bàn nó mất đi cái chất sanh bệnh của nó, không phải. Trong tương quan thân thiết với con người là vấn đề nhân sinh quan, mới là cái điều nên đầu tư suy nghĩ. Đó là tính giác diệu minh, bản giác minh diệu. Thế nhưng tại sao con người có thể bị mất đi cái nó, để rồi phải chút lấy phiền não buộc ràng trong sinh tử khổ đau? Đây là cái câu hỏi thứ hai này. Vấn đề này là vấn đề nên quan tâm đây nè. Nếu bản chất con người vốn là diệu minh, vốn là thanh tịnh, tại sao lại con người có thể sinh ra các cái phiền não khổ đau? Đây là vấn đề đây nè. Đây. Nhưng mà cứ theo như cái chuyện mà các vị học mười mấy năm nay đó, thì các vị cũng có thể trả lời được đó. Nhưng mà tôi không biết rằng là có ai trả lời được hay chưa. Chứ còn đấy, đọc cái câu mà quân bất chiến tuyệt học vô duy nhàn não nhân, bất trừ mỏng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thanh tức pháp thanh. Này để những câu đó, đem câu này ra hỏi là trả lời lấy câu đó. Các ngài có nghe không? Kêu quân bất chiến à, những cái bậc mà cái bằng tuyệt học vô duy đó, những cái bậc mà không còn là cái sự suy nghĩ gì nữa trên vấn đề giáo lý, trên vấn đề tu tập, nghĩa là ta nhìn nhớ ta thuần thục rồi đó, cái bằng nhàn đạo nhân đó. Những cái bằng như vậy thì bất từ vọng tưởng bất cầu chứ, ta không có đặt cái vấn đề từ vọng tưởng, mà cũng không có cầu chân như. Bởi vì sao vậy? Vì người ta quan niệm rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh không có mà, không có. Nó bắt cái từ này, cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên của các vị mà nó ra đấy. Cho nên là vô minh nó có ở đâu? Không có Phật gì hết. Vì vậy mà cái nguyên này là các vị học là nó là thuộc về cái loại thất cần thiện. Thiện não là vậy đấy chứ, nó là loại phiền não, mà phiền não ví như cách như tận cho nó không có thiệt. Vì vậy cho nên cái thật tánh của nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có phiền não ưu tư gì hết. Thế là các vị ngồi đây đều có thể trả lời được hết.
ảo quá không thân tức pháp thân, ảo quá không thân tức là bên này nè, cái thân mà tức bất diệt không không bất diệt tức 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 thì không không tức thì tức này nè là pháp thân đấy. Pháp thân tức là cái thân mà nó trường tồn, nó vĩnh cửu, mặc dù nó trường tồn vĩnh cửu trong cái quá trình sanh diệt 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 sanh, nhưng mà nó vẫn trường tồn vĩnh cửu đó. Vì vậy cho nên là các vị hành đạo là thấm nhuần rồi, các vị đừng có sợ, đừng có sợ cái thân này chết rồi mất đi, không có mất. Ở đây là có câu hỏi hỏi về cái đề đoạn và thường nè, cái đấy hỏi nó thấp dữ lắm, nhưng mà cũng phải trả lời thôi. Cái ảo quá không thân tức pháp thân nha, cái thân ảo quá này là pháp thân thân tịnh, biến cái chiếc thứ đó chẳng qua là qua mấy mươi năm rồi nó sinh rồi nó già rồi tới lúc nào đó nó chết đi ấy mà, thì nó cũng giống như là những cái lượng sống mà sinh diệt diệt sinh trên cái biển vô cùng vô tận, bất sinh bất diệt, sinh diệt diệt sinh trên cái mặt nước biển vô cùng vô tận, bất sinh bất diệt. Cho nên cái thân ảo này nó ra không đó, nhưng mà nó không có bất mát gì, nó trường cửu đó. Hiểu được như vậy các vị mới vững bụng chứ. Nó trường cửu với cái điều kiện, nếu mà nó được an lạc, trường cửu an lạc là với cái điều kiện là thân tam khẩu tới ứ tam chúng ta giữ gìn tốt, giữ gìn được trên con đường thánh thiện. Còn nếu thân khẩu ý mà chúng ta giữ gìn không tốt, nó lạc vào con đường bất thiện thì nó cũng vẫn còn vĩnh viễn thôi, nhưng mà nó xa vào những cái chỗ khổ lụy đau thương, chứ còn là những cái chỗ đoạn đó có gì đâu đáng sợ đâu. Thành ra giảm pháp được cái tự tánh nó là bản minh, mà nó minh diệu mà. Còn cái thiền não mà buộc ràng là cái tín đồ đó là nó chợt có rồi nó chợt mất đi, nó chợt sanh rồi nó chợt diệt mà. Phật giải rằng tánh giác bất minh vận duyên minh giác, nghĩa là do vọng tưởng mà nó khởi sanh ra phân biệt chấp nhất hiện tượng vạn hữu, do đó hiện tượng vạn hữu trở thành cái đối tượng sở minh. Cái phân biệt của con người nó trở thành năng minh để đánh giá cái tánh giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp, và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Như vậy là do cái quan niệm sai lầm mình chấp, thành ra là cho nên thay đổi nó thành ra cái sở chấp. Còn cái tâm niệm của mình nó biến thành là cái tâm năng chấp, mà cái tâm năng chấp nó trở thành cái tâm chấp ngã. Còn là chấp cái sở chấp bên ngoài nó thành ra cái chấp pháp. Đây nó phát nguyên ra khổ từ cái chỗ là chấp năng và chấp sở, từ cái chỗ chấp ngã và chấp pháp. Cho nên người đệ tử Phật chúng ta bây giờ phải để ý về vấn đề chấp ngã, chấp pháp và chấp năng và chấp sở. Sở là cái đối tượng bên ngoài thì mà hiện tượng dạng pháp. Năng là cái trí tuệ nhận thức của ta. Nếu ta không đề cao cảnh giác mà ta để cho nó buông luôn, nó tự chấp năng và sở, thì nó sẽ sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ đó. Cũng gọi là chấp ngã, chấp pháp thì luôn luôn đau khổ mà chúng ta chưa có cái lối thoát được. Vì vậy cho nên trên cái quá trình cũng như trên cái tiến trình học Phật, là người đệ tử Phật là luôn luôn cái lòng niệm niệm hữu như lâm địch nhật tâm tâm thường tạo quá từ thời. Mỗi niệm á, mình nhớ tới cái mục đích giải thoát giác ngộ của mình ấy, là mình cho nó lập cái mục tiêu. Mà nếu như khi nó lập mục tiêu á, là coi như là mình sợ sệt, mình sợ nó mất mát, như là mình sợ giặt đến cái cúp của cúp nước cúp nhà của mình vậy. Và mỗi tâm niệm của người tu hành á, gọi là tâm thường tạo quá tự thời, phải giữ gìn cái tâm niệm của mình giống như cái người mà giữ gìn là cái bước đi của mình đi ngang qua những cái cầu xe lắc lẻo ở thôn quê vậy. Đơn như vậy thì là cái người đó có an lạc nhiều đó. Còn chúng ta mà quên đi mà hời hợt á, thì thiền não của mình nó sanh là chúng ta bị mất đi
cái sự an lạc đó. Vì vậy cho nên là cái chuyện tu chúng ta gọi là hốt giác hốt mê mà tánh tự truyền như tự tự thuộc á, nó chật tánh rồi nó chật mê, chính chật tánh chật mê đó mà nó tự ràng buộc lấy mình. Cho nên là cái cách mà tu hành là chỉ học rồi là tự mình hành, tự mình hóa giải. Còn cái chuyện hóa kém là tự mình biết tự mình hay. Cho người khác bên ngoài thì nói đúng ra không giúp được gì mình nhiều đâu. Cây ra những vị pháp sư mà giúp cho mình nghe học được chân pháp. Chứ còn mình nhờ vào cái người nào đó mà để giúp cho mình, gỡ cho mình thì không được đâu. Thôi dừng lại ở đây. Ai các vị nào thích làm thôi, vui trong cái hội đó ha. Thì là có số đây. Tâm thanh đó nguyên mà nguyện đó hiện máu vô tận thề nguyện đoạn đó muôn vô lượng thành đạo vô lượng thể nguyện thành. Kính thưa quý hiện hữu, vì băng còn dài nên thâu thêm phần sau đây của thầy giảng. Dạy bảo ông cha là tháng 10 ngày.
Mà có người nói dạ con cái bụng rơi ăn vô rồi cha nó khóc quá thầy. Nói thôi bốn ngày thôi. Thực chứng chứ không bỏ chùa sao? Bỏ chùa anh đi sao? Bốn ngày nói dạ con bốn ngày cũng không được thầy. Thì thực chứng nó còn hai ngày. Nhưng mà sự thật thì có hai ngày cha này có hỏi là cái yêu cầu cần thiết của đạo Phật có cả đó chưa? Chưa. Anh ta cũng đâu chưa phải là cái cần thiết của đạo Phật bao nhiêu đó nữa nè. Hắn chưa ăn hai ngày, bốn ngày, sáu ngày, mười ngày, làm gì? Thế mà chưa được yêu rồi là bắt đầu là anh ta ít nhất hai ngày nè. Chứ không là bốn ngày, sáu ngày, tám ngày, mười ngày gì đó, còn nhiều cần thiết. Thế thì cái từng mức như vậy ta gọi là giáo lý mất lưỡi nghĩa, giáo lý phương tiện. Đây, chỗ phương tiện như chỗ lưỡi nghĩa và mất lưỡi nghĩa là ý nghĩa nó như vậy. Vấn đề đó hẳn hình như tôi có nói chưa? Nghe đâu? Nên là trong cái câu này là tôi thích nghe là tôi nghĩ rằng là Pháp Tăng Ni đều biết nhiều nè. Nghe cầu thắng đế thứ tổng thủ thắng từ ta vô cầu thắng đế thứ vô cầu là mục đích là lý nghĩa mà đế thứ là phương tiện mà mất lưỡi nghĩa vô cầu thắng đế thứ không tham mới là mục đích mới là cái cứu cánh của người tu học. Đây là cái đường là thượng nam cái người không tham mới là mục đích mới là mới đạt được cái mục đích cứu cánh của cái người tu hành của người đệ tử học xuất gia của người tại gia. Còn cái đế thứ này là phương tiện. Cho nên dạy cái Phật tử tu hành vừa phải tập cái thứ đó là cái đó là phương tiện của Phật cũng như là phương tiện của quý thời. Mà cái thứ tính đó thì làm sao cho các Phật tử cũng như những người đệ tử Phật là không tham. Không tham là cái cánh này, là lưỡi nghĩa này. Mà cái thứ này là bất lưỡi nghĩa này, là phương tiện này. Chúng nó có cái loại lưỡi nghĩa, bất lưỡi nghĩa, cái loại bất lưỡi, loại phương tiện, là cái cánh. Đây là cái cánh mà đây là phương. Không được. Bởi vì nó đế thứ mà đang về là mình tham lam cực độ. Đế thứ mọi người là mọi việc tội lỗi. Mà đế thứ thì nói ví dụ như con trời vẫn luôn có cái tội đó nó nập với cái ông thầy á. Cái ông thầy thanh thư lên chết. Rồi nó là nó làm hay ra nó không sai và pháp luật nó bị bắt thì bữa nay nó như đây mà 20-30 ngàn á. Ờ, bốn năm tuần ngàn nó cho tăng bữa rồi tôi hỏi cho thuốc gì hết như thế nào vấn đề nó thứ gì hết đấy có thứ người nói được thực hà là mình biết thứ mà anh có thuốc thành gì cho nên thí dụ như cái tội đó là thực khỏi dòng pháp luật không cái này đây nó là 400 ngàn chẳng hạn những 400 ngàn rẳng cũng chưa bị thằng ba có nói là anh đã lập người ta lập tức đâu á anh lại giúp ở từ đứng lên nó ra lấy nó có chết không. Do đó cho nên vấn đề vô cầu thắng đế thứ không tham là hơn cái là không tham để mà làm việc đế thứ. Mà tôi nói cái này thì nó ăn như các cái bữa trước tôi đã nói đó vấn đề tham sân si mạng như đó là vấn đề người ta gọi là tư hoặc những vật những việc lẽ những nguyên minh căn bản ở trong tâm giới. Cho nên vấn đề tham là quan trọng mà không tham thì mới là cái tính của cái người học Phật đệ tử Phật. Chứ không phải đối thứ đâu, đối thứ là quan trọng, đối thứ là phương tiện. Bởi vì đặt nên cái thứ cánh là không tham. Tổng thủ thắng từ ta. Cái người nào đó, người Phật tử nào đó mà giữ gìn ba nghiệp. Thân, không giết hại, nữa. Không nói dối, không nói lễ hạ trừ, không nói lời thay dịch, không nói lời hạnh ác. Ý, không tham, không tham, không thương. Giữ gìn ba nghiệp như thế. Cái là tổng thủ, cái đó nó là cứu tính, cái đó là giáo lý lưỡi nghĩa. Mà còn từ tai này là bất lưỡi nghĩa. Từ tai là ăn cái tiền. Ăn cái tiền mà đưa ra 1 ngàn thì có tháng mà cả tao 1.600.000.
Bởi vì mình nói rằng á, ngàn bạc là ta mua gà và ta nuôi á, là một tháng là ăn đi. Bây giờ mấy trăm gà ta nuôi 3 tháng á, thì là gà ta lắm đi. Rồi tử tình thà á hả? Hả? À. Thì cái tử mà cho do tức cổ và bố tức thiên hạ bằng như cách để mà thay lại, để mà đen á. Để mà đen mà, rồi anh cho cho mình có hạn. Anh cho cho mình có hạn gì? Anh có quyền cỡ nào bằng bà chứ bà anh có quyền tôi có quyền nữa anh có quyền tôi hướng có quyền tôi hướng anh có lượng lĩnh không à chứ gì tôi nói cái gì thành ra nói cái này là người người thẳng đi cách đây là 30 năm trước tôi đi thả ở Bạc Liêu tôi dẫn tại sao tại đồng tỉnh Bạc Liêu có người thẳng đi không là trong đó có nhà sư tổ chức để thẳng đối tôi vậy con đó nghĩa là sức mạnh phật tử nó ông thầy thì thầy nói mình cũng như câu ở đó phật tử anh cho tiền bằng câu và thành câu sức mạnh tôi đã nắm tôi không cho tôi về thì còn rồi lúc đó thì là gian nan mà nghe mà một mình tôi mà chống nữa là coi như là cả trăm cái mình giáo hội tăng già liên tăng tỉnh của một ông lãnh đạo rất là có uy tín chống luôn rồi nắm không cho gì thì rồi nó nắm thì nắm cũng trời không sao hết rồi nên nắm đợi đợi tức cuối cùng tôi học hết rồi nhá thì có tình sau đó là tôi cho xả cái nước xuống mắt cái sờ nó hết rồi tức là luôn luôn là nó nắm tôi sẵn sàng mà sức mạnh thật sự nó thì không nói mình ăn chay á tôi hành thừa là nó là ấy là cỡ bằng câu như bằng tôi hứa mà cái câu đó hồi đó tôi vẫn có nói gì hết tôi nói như thế để tôi thân nhiều cái ông cha của mình nó có giá trị lại cái trở là họ phát huy cái lòng từ bi đại từ đại bi đại hữu đại xã ông cha là để tránh cái sự giết hại sinh mạng của người đã không giết hại nó đâu mà tới nổi các cái lời đó mà còn không giết hại nó thì tất nhiên là người không thể giết hại được. Do đó mà nó nuôi dưỡng lòng từ bi sanh trưởng lên. Vì thế cho nên nó giáo lý á, giáo lý mà là sơ thượng á, thì Đức Phật chưa dạy ông cho tiền đâu, chưa dạy ông cho tiền đâu. Tôi nói ví dụ như giờ các thầy ở trong cái Nam Tôn, chùa Thiền Viên hay là chùa Phật Biểu, chùa Thủy Minh nè, ở Bình Thạnh, Phật Biểu ở Tân Bình. Thì dưới nó là ở quận 2, quận 3 rồi đấy. Tôi giao thái đó là ta chưa ăn cho tiền đâu. Không ăn cho tiền này nè. Nhưng mà không phải vì vậy mà lỗi lầm đâu. Không có. Ta có ăn nặng thôi, có chữa cho người ta. Ta ăn nặng là cái chữa ta, tận dụng bất sắc. Bất kiếm, bất lần, bất ngư. Không thấy, không nghe, không ngư. Thì ta có người ăn nặng mà không biết thật, không bắt tội lỗi gì hết. Do cái chỗ đó cho nên đứa lớn lượng cho không phải là cố gắng lượng nữa mà anh ta là phương tiện nữa nó phát triển nó làm từ gì vì thế cho nên thật sự chúng ta ăn chay là cái ngày đó cũng như tháng đó hay là cả đời mình nếu có ăn chay đi nữa là phải phát triển nó làm từ đi thương người thương vật phải phát cho tâm đại từ đại đi đại thủ đại xã vì mình là người ăn chay mà ăn chay là người đệ tử thật chấp hành theo giáo lý thật thì cho ăn chay cái giác tự vô cùng nó khác hơn bò hơn cây hơn tư thế mà như tôi nói còn mình không nó cứ tất cả là như ác mà đang ăn cho tiền cho hiệu mã mà thậm chí uống nước lạnh không thôi cũng có được gì hết mà ở chỗ đó là cái chỗ mà mình biết được phương tiện mà phải biết ở chỗ đó bằng không nó chẳng nghĩ là ăn cho tiền mà những đó như nữa hay uống nước lã không thôi cũng không thành được cái ông gì cả đâu vì thế cho nên là nó tổng thủy là thắng sự trang cái người nào mà giữ gì ma mệt hay nữa ước tốt người đó hơn là ăn cho tiền. Cái gì vấn đề là cái gọi là phương tiện là vậy, cứ chính là vậy, lưỡi nghĩa là vậy, bất lưỡi nghĩa là như vậy. Cho nên vấn đề tham sân si là tội gốc của vô minh mà, nó là vô minh căn bản mà, là do cái vô cầu mà, tức là sân tham. Chứ không phải vô biết là ngọn, mà sân tham nó là gốc. Đó là tôi giới thiệu về cái hội tư tưởng á, xin lưỡi nghĩa và xin bất lưỡi nghĩa như vậy. Bây giờ tôi giới thiệu cái chữ viết của kinh nha kinh Pháp Gia chữ viết kinh Pháp Gia
vừa toàn bộ trên Pháp Lan 26 tháng Đức Phật triển khai nhiều mặt, mà mặt nào mặt lấy phải nói rằng là tôi chịu nhiều lắm. Bữa nay là tôi hơi giới thiệu về cái phẩm mà phương tiện mà có thể gắn ra hợp là hợp với cái ý đó. Cái ý tứ của cái phẩm mà thứ dự đó là phẩm thứ ba, thứ hai và thứ năm để giới thiệu cho chư đại đức tăng và hợp tử. Chứ đừng nói mình có phương tiện sao. Có con người nó có, bây giờ để tôi mắc cho sát cái đại đức tăng á, người có đại theo con người. Đại theo con người hay lắm. Nó có tương quan với cái việc học hành của chúng ta. Nếu mà ta biết cách học hành thì nó kết quả tốt, rồi bằng không biết học hành á, thì nó giống như con người. Nó có đại theo như thế này. Ngày xưa có đại á, thành tán, là một người tâm tánh đại thừa bén nhạy. Vì lúc mà ông hầu thầy, đứng hầu thầy, mà ông thầy thì trở ra là một vị là cũng không thấy về tư nữa đó, rất là thân, không phải là ông thầy, thầy rất là. Nhưng mà cái người thân tư nữa khác, mà còn cái người là đạo, chứng ngộ tư nữa khác, hai cái khác nhau. Nó mà không tinh điển thân, nó mà không có đạt đạo, không có nắm được cái tinh hoa của đạo á, thì nhìn giác nhìn thương nói rằng là nhập hải quán tha đồ tự bình, sở tha tâm bảo hữu mà ít. Cái người mà không tư duy, không tư tập, mà không đạt đạo á, mà dù có thân tinh điển mấy gì nữa đó, thì cái ngày đó làm cái việc cũng như là vào biển mà đến khác, vào biển mà đến khác, mà lấy các biển mà đến đó thì là chỉ nhập tức thôi, không bao giờ đến được hết các biển. Mà phải quan theo đời tự mình, thể theo tâm hữu, tâm bảo hữu hải ích, đến cái đó dùng cho người khác. Là ai làm cho cái ngân hàng, mỗi ngày đến bao nhiêu kinh tư, bao nhiêu làm, bao nhiêu á, tên. Nhưng mà cuối cùng thì mỗi tháng cũng vẫn lại rồi, chỉ làm được mấy trăm đồng bạc giống như những người khác. Mà trong khi đó bản thân mình mỗi ngày đến rất nhiều chỗ đó. Thế cho nên á, người rất là chưa nói rằng là ngã bức đa nguyên tích hợp lớn giữa tầng thảo thế, tầm kinh nghiệm, thân vượt dân tế, đất tư nhân, khúc bị như ra khổ hoa cách. Thế, lập hải tướng tha, đề tự đường, sổ tha tâm hữu, sổ tha tâm bảo hữu hòa ích. Từng lai tấm nắng giác như hình, đa nguyên ưỡng tác thân tầm thấp. Cái bài mà hơi đó tôi nghĩ đồng chí Tăng Minh viết cái bài này cũng để dần nó thử mắt này nữa nha. Ngã ngã tức đang tức thật lớn nhất tầm thảo thế, tầm kinh luận, thân vượt vinh tướng, thân vượt vinh tướng bất tư nguyên, khất bị như lai khổ hoa tất, sở tha tăng bảo hữu hải. Sở tha tăng bảo hữu hải.
Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muốn trôi. Từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm, tiến thân giải thoát vô dư niên bàn. Muốn mau vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng dầm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trăng rằm sáng soi tìm vào cõi tịnh an vui tâm ta định tĩnh niết bàn không xa tìm vào cõi tịnh an vui tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.